Đúng 3 ngày tới, thần tài gọi tên, bốn quân giáp bỗng trúng đậm, trả sạch nợ nần sau một đêm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. À, thưa quý vị, ở trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là từ ngày mùng 3 Tết đến ngày mùng 5 Tết âm lịch. Nó sẽ rơi vào ngày 12 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 à, dương lịch, tức là ngày ngày lễ tình yêu. Vậy thì trong 3 ngày tới đây, con giáp nào sẽ là con giáp may mắn sau thời điểm Tết? À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, mùa xuân ấm áp vạn vật thì đâm chồi nảy lộc, sinh sôi phát triển. Và khi ánh sáng đầu tiên của mùa xuân chiếu dọi vào nhân gian ấy, thì nó cũng sẽ mang lại may mắn trong 3 ngày tới cho những con giáp này. Trong 3 ngày đầu tiên của tuần mới thì những con giáp này cứ súng xính quần áo đẹp mà nhận lộc trời ban. À, những con giáp này sẽ có khả năng cao nhận được những khoản tiền lì xì cực lớn từ những người thân trong gia đình từ cấp trên từ đồng nghiệp à, được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là các vấn đề công việc còn tồn đọng ở trong cái thần năm cũ ấy, thì cũng sẽ được khai thông bên cạnh đó thì thần may mắn cũng luôn đứng về phía các bạn trong thời gian này cơ hội kiếm tiền và làm giàu cũng được mở rộng hơn bao giờ hết một số người cũng sẽ gặp được cái vận may trúng số đổi đời gia đạo thì bình an tiền bạc thì rúng dĩnh Công việc thì thuận buồm xuôi gió. À, bên cạnh đó thì cái tình cảm nó cũng thăng hoa, khiến cho những con giáp này sẽ gì? Đỏ tình, đỏ cả tiền nữa. Vậy thì trong 3 ngày tới, thứ 2, thứ 3, thứ 4, à, từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 5 tháng 1. Mùng 3 Tết đến mùng 5 Tết ấy thì con giáp nào sẽ là con giáp may mắn được lộc trời cho giàu sang phú quý? À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À thưa quý vị, trong 3 ngày tới thứ 2, thứ 3, thứ 4 con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác thì đó chính là những người tuổi Tý. À, kính thưa quý vị, à, xin được chúc mừng những người tuổi Tý khi mà chính các bạn là một trong những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 Tết. À, trong 3 ngày này cũng là cái thời điểm chính thức để quý vị đổi vận giàu sang, tin vui đến khi mà những người tuổi Tý có thể đạt được nhiều cái điều như ý về các dự định tài chính của mình trong với thời gian này, bản mệnh chăm chỉ và tập trung hoàn thành hết những kế hoạch đang còn dở dang, thậm chí là trong cái thời gian này, quý vị những cái công sức, những cái nỗ lực bỏ ra thì cũng sẽ đạt được những cái thành quả xứng đáng. Những người làm kinh doanh buôn bán thì càng dễ phát tài. À, con giáp này thì làm đâu thắng đó, hàng hóa thì tiêu thụ khá là tốt. Các bạn không ngại vất vả nên là cũng sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận kha khá. khá nhờ vào gì hàng hóa tấp nập trong thời gian này. Với những người làm công ăn lương ấy, thì các bạn có thể nhận được cái khoản thưởng Tết thưởng nóng tương xứng với cái công sức của mình bỏ ra suốt một năm vừa qua. Xong à, bản mệnh vẫn nên lưu ý đến các khoản chi trong cái thời gian gì Tết vừa rồi à, cần phải hạn chế việc mua sắm quá đà. kéo tiền bạc có bao nhiêu thì cũng dễ bị gì tiêu tán hết. Bên cạnh đó trong thời gian này thì những người tuổi Tý cái vận trình cũng khá là gì lý tưởng càng chăm chỉ làm việc thì càng sông sướng bao nhiêu ấy thì làm ăn lại càng dễ thu được những cái lợi nhuận bấy nhiêu à, được tài tinh nó chiếu mệnh vậy nên là những người tuổi tý có cái tầm nhìn sáng suốt hơn quản lý tài chính cũng sẽ khôn ngoan hơn biết cách dùng tiền đúng chỗ đúng lúc nhất là trong các dự án phát triển gần đây ấy, thì nó cũng thêm nhiều cái triển vọng và sẽ thu về những khoản lợi nhuận lớn nói chung ấy trong cái Năm 2023 năm quý mã trước đó thì cái tài lộc của những người tuổi tí vốn là ảm đạm thì bây giờ đấy, cái công việc chính và phụ cũng đều được gì gia tăng, khiến cho cái thu nhập của những người tuổi tí lại gì được gì thuận lợi và hanh thông hơn bao giờ hết. À, cuối cùng công sức của các bạn bỏ ra cũng được gì được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Đấy. À, mọi thứ sẽ rất là khác biệt, đặc biệt là trong cái giai đoạn giai đoạn này ấy, thì những người tuổi Tý có nhiều cái cơ hội để kiếm tiền hơn công việc thì cũng thuận lợi kéo theo cái thu nhập nó cũng gia tăng. Những người tay trái hay là tay phải thì cũng đều khiến cho những người tuổi Tý kiếm được một khoản kha khá về mình. Một số người còn nhận được cái sự giúp đỡ của bạn bè của đối tác à, tất cả nhờ vào các mối quan hệ mà những người tuổi Tý gì đã vun đắp trong thời gian trước đó. Vì thế ở trong thời gian này thì quý vị nên tránh để tâm trạng thất thường của mình ấy, nó làm xấu đi các mối quan hệ đừng vì một chút chuyện mà gì trở nên nóng nảy, cáu giận. Đồng thời chú ý trong chuyện giao tiếp với mọi người và tránh những cái mâu thuẫn xung quanh không cần thiết do những hiểu lầm nó gây ra. À, vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng tam hợp bên mình sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp gia tăng cái gì vận may về tình cảm về tiền bạc cũng như là về tài lộc giúp hóa giải những xung sát những thị phi những hạn tiểu nhân hãm hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi tý à, quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tý à, thưa quý vị trong thời gian này thì tiền bạc của những người tuổi tý kiếm được nhưng mà nếu bản mệnh không có ý thức giữ gìn và tích lũy thì cũng rất dễ bị hao hụt một cách nhanh chóng bản mệnh cần phải duy trì cái thói quen tiết kiệm và trong thời gian này thì cái tiết kiệm là một cái điều đặc biệt quan trọng với với các bạn à, vì trong năm nay vẫn còn cái hạn tam tai nó án ngữ vì thế mà quý vị cũng cần phải là gì hết sức cẩn trọng à, trong cuộc sống hàng ngày thì những người tuổi tý cũng cần phải lên kế hoạch cẩn thận tăng thu giảm chi không nên chi trước trả xong kẻo lại vướng vào chuyện lao đao về về tài chính đồng thời các bạn có thể là gì chủ động tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập khác để gia tăng cái thu nhập cho bản thân mình. À, trong năm 2024, ấy, quý vị nên tập trung làm ăn theo cái định hướng của bản thân, không nên chạy theo cái xu hướng một cách mù quáng mà đầu tư mạo hiểm, cũng chớ nghe lời rủ dê hay là đầu tư hay đứng ra vay mượn, à, đứng tên vay cho những người khác thì cũng sẽ rất là nguy hiểm, cẩn thận để vướng vào cái vòng lao lý. À, những cái mối quan hệ dù có thân thiết đến đâu ấy, thì quý vị cũng cần phải đề phòng kéo lại thì rất dễ xảy ra chuyện lừa đảo trong thời gian này vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy và giảm những cái họa thị phi giảm những cái điều không đáng có thì những người tuổi tý hãy luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tăng hợp quý nhân thân tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân tiếp theo trong 3 ngày từ mùng 3 đến ngày mùng 5 tết ấy, trong 3 ngày tới từ thứ hai thứ ba thứ tư từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tết thì con giáp may mắn thứ hai trong cái thời gian này đó chính là những người tuổi dần à, quý vị thân mến bước sang cái tuần mới Nói chung ấy, những người tuổi dần sẽ đón cái vận may ngập tràn, làm đâu thì thắng đó. À, tiếng tăm thì vang dội. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây ý, thì con giáp này càng bắt đầu thu hoạch về cho mình nhiều lộc lá hơn, tiền thì nhét chật két à, tình hình tài chính của những người tuổi dần trong thời gian này cũng có những cái khởi sắc rõ rệt, đặc biệt là trong cái thời gian nghỉ Tết này. À, có thể những người tuổi dần sẽ nhận được những quyết định tăng lương, tăng thưởng, thăng chức đó hoặc gì nhận được những khoản thưởng nóng do những cái thành tích cao trước đó những người làm nghề tự do thì cũng được nhận được thù lao theo cái hợp đồng đảm bảo có một cái tết ấm no hạnh phúc còn với những người làm công việc cố định ấy, thì công việc ổn định nên là cái thu nhập của những người tuổi dần trong thời gian này cũng được đảm bảo chỉ cần các bạn chăm chỉ thì không lo thiếu lo ăn thiếu mặc không lo thiếu tiền thiếu tết bên cạnh đó các bạn cũng nên quản lý chi tiêu một cách hợp lý thì tiền bạc vẫn được coi là dùng dính trong thời gian này về việc làm ăn kinh doanh trong cái thời gian này trong thời gian từ ngày mùng 3 tháng 1 đến ngày mùng 5, mùng 5 Tết thì vẫn được sung túc, vẫn túc tác, vẫn có lợi nhuận thu về. Các bạn cũng có thể là gì nảy ra nhiều cái ý tưởng kiếm tiền độc đáo để nhanh chóng cải thiện cái chất lượng cuộc sống. À, tuy nhiên, cái thời điểm này chưa thích hợp để mở rộng quy mô làm ăn đầu tư kinh doanh. Đấy. Đặc biệt là những cái hạng mục kinh doanh mang tính rủi ro cao. Những khoản tiền đầu tư ban đầu có vẻ hứa hẹn đấy nhưng mà vẫn có những cái rủi ro, những cái rắc rối nó đang tiềm ẩn ở phía sau, à, hết sức là khó lường. Vậy nên là quý vị cần phải cẩn trọng khi có những cái quyết định quan trọng thì bản thân cũng đừng nhìn về cái ở hiện tại mà quý vị nên tìm hiểu kỹ trước khi mà đưa ra quyết định. Cẩn thận, không bao giờ là thừa. Đó. Các cụ nói là gì? Cẩn tắc vô ai náy Nó sẽ giúp cho các bạn hạn chế được những cái rắc rối, những cái rủi ro trong cuộc sống cũng như là gì về cái vận trình tiền bạc. Nhất là khi mà có người nhiều kinh nghiệm. Căn ngăn ấy, thì quý vị đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân. Đấy. À, vấn đề tiền bạc trong thời gian này cũng khá là nhạy cảm, vì thế à, nói chung ấy trong 3 ngày tới thì quý vị cũng nên hạn chế tối đa việc cho người khác vay mượn. Nói chung ấy trong những ngày đến làm cuối năm vừa qua ấy, thì những người tuổi dần đã cố gắng hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ còn tồn động trước đó, à, công sức của các bạn cũng được lãnh đạo nhìn nhận thậm chí là các bạn có thể nhận được nhiều cái cơ hội hơn vào trong cái thời gian tới. À, còn trong 3 ngày tới đúng không? Thì công việc của những người tuổi dần cũng khá là thuận lợi Con giáp này càng làm thì càng lãi à, Các khoản tiền thu về cũng đều được gia tăng một cách chóng mặt Nói chung những người tuổi dần thì là những con giáp giàu khủng Sống cả đời trong vinh hoa phú quý Nếu mà nắm bắt được cái vận trình trong thời gian này vì thế để gia tăng thêm cái may mắn gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân dần ngọ tuất mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư từ ngày mùng 3 tết đến ngày mùng 5 tết thì đó chính là những người tuổi thìn Và kính thưa quý vị Nói chung ấy Không chỉ là Những con giáp may mắn trong 3 ngày tới Về cái tài vận Mà cái tình cảm của những người tuổi thìn ấy Cũng như là gì Cái vận trình công danh sự nghiệp cũng được viên mãn à, Nếu như mà trước đó bản mệnh Có phần là sốt ruột Vì chưa gặt hái được những cái thành tựu như mơ ước Mặc dù đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều Thế nhưng trong cái thời gian này đấy, Thì các bạn có thể gỡ bỏ những cái lo lắng của mình Bớt ra bên ngoài và có những cái đột biến Có những cái bước ngoặt lớn trong tương lai Đợi, Có những cái bước ngoặt lớn trong tương lai à, Trong 3 ngày tới đây ý, Thì những người tuổi thìn cũng không cần phải quá lo lắng Nhiều về cái vấn đề về tiền bạc Các bạn có thể dựa vào chính cái sức lực của mình Dùng cái trí thông minh của mình và cái tài năng của mình à, Cũng như là cái sự bản lĩnh của bản thân Để đổi lấy cái tài lộc về tay Và các bạn cũng đạt được nhiều cái thành công rực rỡ Mà Có được cái sự thăng tiến trong cái tương lai Với cái khoản tiền Ngày một nhiều hơn, ngày một được gia tăng trong khoảng thời gian này thì những người tuổi thìn có thể tham gia vào các dự án hợp tác kinh doanh buôn bán sẽ rất dễ thu về cái lợi nhuận về tay nhất là những dự án liên quan đến đầu tư tài chính đến thủy lợi đến thủy sản đồ ăn uống hoặc thực phẩm ấy hoặc là gì những đồ kim khí ấy, thì sẽ gặp may mắn hơn người ở à, cái nguồn thu thì nó lớn mạnh một cách không ngừng mọi khó khăn hay là mọi vất vả sẽ nhường chỗ cho những cái may mắn và thành công những cái công việc hay là những cái ước nguyện của những người tuổi tuổi thìn trong thời gian này À, mà cũng đang gì đang trở nên là dễ dàng hơn cái thời gian trước đó không chỉ kiếm được thêm một khoản lớn nhờ vào cái sự nỗ lực chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua mà những người tuổi thìn sẽ cảm thấy là gì cái tài khoản của mình nó cứ nảy số liên tục hứa hẹn có một cái tết là tưng bừng ấm no hạnh phúc quý vị cũng đừng quên là mặc dù ấy, được thần tài hỗ trợ nhưng mà cái nỗ lực cái sự cố gắng của các bạn mới là cái chìa khóa để đem lại cái may mắn thành công dành cho những người tuổi thìn những người làm ăn kinh doanh, những người làm kinh tế trong thời gian này thì cũng không quản ngại những khó khăn, những vất vả, sẵn sàng gì mở hàng mở để phục vụ cho mọi người để mở hàng khai xuân trong dịp Tết này. À, thì cũng được nhiều người ủng hộ, cái khoản tiền nó chảy vào túi ào ào, nó báo hiệu một năm bội thu may mắn, hạnh phúc tràn đầy. Bên cạnh đó, vận trình sức khỏe của những người tuổi thìn trong thời gian này cũng khá là tốt, không có nhiều cái vấn đề nào đáng nghiêm trọng. À, bên cạnh đó lại được gì? Nhiều cắt tinh nó hội họp, đấy. À, vậy nên là gì nó cũng sẽ khá là tốt cho vấn đề sức khỏe của quý vị nhưng bên cạnh đó thì cũng có một vài cái hung tinh nhỏ nhỏ nó ảnh hưởng đến những cái thương tích của quý vị à, tuy nhiên nhưng mà không ảnh hưởng tổng quan đến sức khỏe à, nên là quý vị cũng cứ hoàn toàn yên tâm à, trong thời gian này thì quý vị cũng nên lưu ý sắp xếp gọn gàng kín đáo những vật kim loại sắc nhọn cũng như là gì à, quý vị nên ăn nói nhỏ nhẹ à, để ý đến mọi người xung quanh nhiều hơn Đấy. quý vị hạn chế tham gia vào các hoạt động mạo hiểm hay là gì những hoạt động ngoài trời để giảm cái khả năng thương tích của mình cũng như là gì lưu tâm nhiều hơn đến cái chuyện tình cảm thì sẽ được gì hạnh phúc trọn đời hơn vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân tý thìn để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ vậy nên là quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 4 để thỉnh cái vòng tác hợp quý nhân được quý nhân tương trợ giúp đỡ mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo là con giáp may mắn thứ tư trong ba ngày tới thứ hai thứ ba thứ tư tức là từ ngày mùng 3 Tết đến ngày mùng 5 Tết thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mão à, thưa quý vị cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mão trong 3 ngày tới thì cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc à, các bạn sẽ có thể tìm ra được cái hướng đi thích hợp khẳng định cái vị thế của mình và thu về cái lợi lớn từ cái công việc và làm giàu cho chính bản thân mình. Nói chung ấy, trong 3 ngày tới đây thì tình hình tài chính nó khởi sắc. À, có thể những cái khoản đầu tư từ trước đó cũng đem lại cho các bạn dần dần cái lợi nhuận. Những người làm kinh doanh buôn bán cũng được khách hàng ủng hộ nhiều nên là tiền lời tiền lãi nó có nảy số liên tiếp ào ạt nó chảy vào trong túi. Hơn nữa, các bạn cũng là những người mà chi tiêu khoa học, nên là cũng phải không phải lo cái gặp cái cảnh cháy túi à, trong thời gian này thì những người tuổi mão cần nhạy bén để nắm bắt đến cái cơ hội tỏa sáng nếu như mà đầu tư học thêm vào một số kỹ năng mềm ấy thì cũng sẽ giúp cho công việc của quý vị được thuận lợi xuân sẻ vừa tài năng vừa biết nắm bắt cơ hội vừa được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là những người tuổi mão cũng là một trong con giáp cực kỳ may mắn trong 3 ngày tới đây à, tuy nhiên ấy, các bạn vẫn cần phải lưu ý rằng cái vận thế tuy được xuân sẻ nhưng mà ấy, quý vị cũng cần phải giữ cái thái độ khiêm tốn, điềm tĩnh, không nên buông thả hay là bốc đồng, kẻo lại gây ảnh hưởng đến cái con đường tài lộc, sự nghiệp sau này. À, thêm nữa, trong thời gian này thì những người tuổi mão có thể gặp vài cái cơ hội làm ăn khá là triển vọng đó. À, nhờ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là trong thời gian này thì các bạn nên để tận dụng các mối quan hệ xã giao của mình để xây dựng từng bước để khiến cho gì cái việc kiếm tiền nó trở nên thuận lợi Hanh thông dễ dàng hơn các bạn có thể mở rộng cái quy mô kinh doanh mở rộng cái mạng lưới khách hàng mở rộng cái mạng lưới đối, đối tác của mình hoặc là kinh doanh thêm những cái loại mặt hàng mới à, giúp phát triển cái quy mô làm ăn quy mô làm giàu của mình à, Tuy nhiên quá trình thực hiện nó còn gặp một vài cái khó khăn gặp một vài cái bế tắc nhưng mà cũng không đáng kể chỉ cần các bạn cố gắng nỗ lực thì ắt có thể vượt qua và thu về một khoản lợi lãi lớn cho mình À, để có thể làm giàu ấy, thì các bạn cũng cần phải có cái nhìn chuẩn xác về thị trường. À, các bạn cũng chớ nên ảo tưởng về cái năng lực của bản thân mà nên biết cái khả năng của mình đến đâu để lập ra những kế hoạch cho phù hợp. Không nên chạy theo những cái điều phù phiếm mà để chuốc lấy cái thất bại khiến cho bản thân cảm thấy mệt mỏi mà những thành quả thì cũng không được như ý. À, thêm nữa trong thời gian này cái nguyệt lệnh nó cũng ủng hộ nên là gì? Các bạn cũng không cần phải chạy theo những cái điều quá xa vời viển vông chỉ cần các bạn chăm chỉ nỗ lực cẩn mẫn làm tốt cái công việc của mình thì dù là người làm công ăn lương hay là những người đầu tư kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng đều nhận được những khoản tiền lương thưởng như ý vì thế để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ à, quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mão khi mang theo cái vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống hóa giải xung sát thị phi tiểu nhân ám hại từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn chảy vào túi của người tuổi mão vậy nên quý vị luôn nhớ nhé mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi bão mùi để trợ vận hộ thân à, thưa quý vị như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là từ ngày mùng 3 tháng Giêng đến ngày mùng 5 Tết. Đó. À, và đó là những con giáp sau. Một là tuổi Tý, hai tuổi Dần, ba tuổi Thìn, bốn là tuổi Mão. Đó là bốn con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý trong 3 ngày tới, thứ hai, thứ ba, thứ tư. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo uh, xin cảm ơn